Bạn có biết cách nào để làm một đồ lót ly chống việc đọng nước không? Hôm nay chúng ta sẽ cùng sáng tạo một tí với Apollo nhé. Bôi một tí Vaseline lên mặt bàn, thoa đều. Dùng Apollo A300, bắn các đường keo dài tương đối đều nhau như thế này. Keo Apollo A300 có 4 màu, nhưng trong video này mình chỉ dùng 3 màu, trắng, đen và xám. Để cho keo khô. Bây giờ lấy tờ giấy nốt ra, thoa đều Vaseline lên tờ giấy. Tờ giấy nốt này có kích thước tương tự như một cái đồ lót ly. Bắn keo lên tờ giấy nốt. Đặt cái sợi keo silicone đã khô xen kẽ với nhau. Để keo khô, dùng kéo để cắt các đoạn keo cho bằng nhau. Lột tấm giấy nốt ra. Bây giờ chúng ta đã có một chiếc lót ly rất là phong cách. Bạn có thể thay đổi tự do cách sắp xếp các sợi keo theo ý của mình để có thể tạo ra những chiếc lót ly thú vị. Nếu thích màu sắc đa dạng hơn, bạn có thể sử dụng Apollo A500. Theo dõi kênh của Apollo Silicon nếu bạn thấy video này thú vị nhé. Một lần chạm là một đời gắn kết. Apollo Silicon, chất keo cuộc sống.